Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đang xem video của em Định. Hiện tại thì em Định đang có mặt ngay chỗ ngã ba giữa đường Tây Sơn, Hàm Mã Tứ và đường An Dương Vương. Đi thẳng là đường An Dương Vương, đi qua đây là đường Tây Sơn và đi hướng này chính là con đường Hàm Mã Tứ. Và video này thì em Định sẽ quay vòng vòng xung quanh căn hộ 9X Quy Nhơn. Nó gần gần đây nè, để các anh chị nắm được là xung quanh căn hộ 9X Quy Nhơn có những cái gì nha. Thì ở những cái video trước thì em Định đã quay cái đường An Dương Vương có gì rồi, đường Tây Sơn có gì rồi. Video này thì em quay dọc cái đường Hàm Mã Tứ này. Thì em đã quay rồi nhưng mà em nhắc sơ là dọc cái đường An Dương Vương là cái đường bờ biển á, thì nó có nhiều nhà hàng, khách sạn, quán xá. Đây là cái đường Hàm Mã Tứ có những cái resort ven biển này, và đi thẳng đây là biển nha các anh chị, dọc đây là biển hết nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi thôi. Chỗ này là một cái khu resort đó các anh chị, và xung quanh đây có những cái quán xá buôn bán nhỏ lẻ nha. Cái resort này thì mang phong cách khá là cổ kính. Ở xung quanh này là có rất là nhiều quán ăn nhỏ lẻ nha các anh chị. Bên này thì cái resort này người ta đang tu sửa nha các anh chị. Phía bên đây, đây chính là cái ủy ban phường Gành Ráng nha. Đó. Còn bên này á, đó chính là khu du lịch Gành Ráng Tiên Xe. Đây là một cái khu du lịch cổ nổi tiếng ở Quy Nhơn nha các anh chị. Đó, ở bên trong đó thì có nhiều cái như là bãi trứng này, nhà thờ đá này, bãi tắm hoàng hậu nữa đó, nhiều lắm. Bên này là quán cà phê và chợ Gành Ráng. Đây là chợ Gành Ráng này. Khu này thì dân cư hiện hữu từ xưa đến nay rồi, người ta ở rất là đông nha, nhà cửa thì khá là khang trang luôn. Còn đây là chính là khu đô thị Richmond nha các anh chị. Cái này là của chủ đầu tư Hưng Thịnh và căn hộ 9X cũng nằm trong khu đô thị Richmond luôn, cũng của Hưng Thịnh luôn nha. Anh chị thấy nhà cửa đây rất là khang trang luôn. Nguyên cái khu đất xây dựng căn hộ 9X Quy Nhơn thì nó rộng khoảng 2 hectare đó các anh chị, riêng cái khu căn hộ thôi nha, và nó xây 5 tòa tháp luôn. Thì từ căn hộ mình muốn ra biển thì cũng khá là gần, đi khoảng 5 phút là ra tới nơi rồi các anh chị. Dọc đường này thì cũng có những cái khách sạn này, và những cái
quán cà phê. Phía trước các anh chị thấy có cái cây cầu vượt qua, thì đó là nó kết nối giữa hai cái tòa nhà của phòng khám đa khoa Gia Liễu Quy Nhơn nha các anh chị. Cái này là bệnh viện, đây là bệnh viện đa khoa Gia Liễu Quy Nhơn. Bên này là cây xanh. Và phía bên cạnh phía trước đó, đó chính là bến xe trung tâm Quy Nhơn nha các anh chị. Đây là bến xe trung tâm Quy Nhơn này. Đó. Còn bên cạnh đây thì có hai cái siêu thị lớn, đó là siêu thị Mega và siêu thị Go Quy Nhơn. Đây là Mega này, đây là Go này, hai siêu thị sát bên nhau luôn. Vậy thì ở ngay chỗ Chiến Ích đó thì mình muốn đi chợ là đi, muốn đi siêu thị là đi, rất là tiện luôn. Còn mình muốn đi qua một cái tỉnh khác thì mình có thể đi bộ, cũng có thể là qua tới bến xe bên đây rồi, quá là tiện luôn ạ. Ở phía trước kia thì mình thấy có một cái ngân hàng Vietinbank và trung tâm điện máy cây xanh, nơi mua bán Honda. Rồi bây giờ em rẽ qua cái đường Tây Sơn luôn nha, là mình đi đúng một vòng luôn á. Đây là cái cổng chính của bến xe trung tâm Quy Nhơn này, nhưng mà mình vẫn có thể là đi công phụ ngoài sâu nó gần hơn. Bên cạnh đó thì cũng có ngân hàng BIDV này, mình xuống dưới kia mình sẽ thấy là cái ngân hàng Vietcombank nữa. Tính ra là chỗ căn hộ Chiến Ích đó nha, là nó vừa gần chợ này, gần siêu thị này, gần khu du lịch này, gần bệnh viện này, gần bến xe này, gần ngân hàng này, nói chung là cũng tiện đủ đường hết. Đi tháng nữa là ra tới biển rồi, và nó giáp ngay chỗ cái ngã ba mà lúc nãy em định bắt đầu đi. Rồi thì video này em đã quay sương sương để các anh chị mình dễ hình dung là xung quanh căn hộ Chiến Ích Quy Nhơn có những gì. Cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm theo dõi video của em Định nha. Hẹn gặp lại các anh chị trong những cái video tiếp theo ạ.